Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong bài phát biểu tại lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 tại Hà Nội sáng nay. Buổi lễ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức. Tham dự lễ trao giải còn có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng thành công của Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018 và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, biểu dương ban tổ chức đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả. Theo Thủ tướng, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được các kết quả nổi bật đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào thành tựu to lớn của đất nước, tạo được sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, hoạt động thông tin đối ngoại, nhất là qua các sự kiện quan trọng gần đây như APEC Việt Nam 2017, Hội nghị Thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ, Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội tháng 2 năm 2019, Đại lễ VSEC Liên Hợp Quốc 2019. Đã ghi những dấu ấn đậm nét, được quốc tế đánh giá cao, thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, uy tín và vị thế của Việt Nam trong việc tham gia xử lý các vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu. Những kết quả nổi bật của công tác thông tin đối ngoại cũng là một tiền đề thuận lợi để nước ta tham gia ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. Thủ tướng cũng nêu rõ, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến chuyển khó lường, đặt ra cho công tác thông tin đối ngoại nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Thủ tướng đề nghị các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại phải tập trung nâng cao, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, chủ động tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế. Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về hình ảnh, trách nhiệm và các nỗ lực của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hóa, tiềm năng thu hút đầu tư, phát triển du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.